Xin chào các bạn. Chiều hôm nay thì tôi sẽ phân tích, chia sẻ với anh chị và các bạn cái cặp sản phẩm là bảng Anh với đô, là những cặp này gọi là GU, hay gọi tắt là GU. Thì bây giờ chúng ta thấy là cái xu hướng chiều nay nó như thế nào? Bây giờ chúng ta thấy rằng là về mặt kỹ thuật á, thì chúng ta thấy rằng là hiện giờ ở đây nó có cái mô hình là hai đỉnh, mô hình hai đỉnh nó khá là đẹp ở biểu đồ ngày. Thì bây giờ chúng ta thấy rằng là với cái mô hình hai đỉnh này thì giá hiện tại thì nó đã phá qua cái đường neckline rồi, tức là nó phá ngày hôm qua, tức là nó phá ở cái ngưỡng là 1.3706 rồi, thì có nghĩa là hôm nay là khả năng là tiếp tục trong những ngày tới, không phải đi hôm nay, khả năng nếu trong những ngày tới thì cái mô hình này khả năng nó tiếp tục là theo cái chiều hướng thực thi để là giảm xuống. Như vậy thì bây giờ cái lợi nhuận của nó như thế nào? Thì thông thường theo cái quan điểm của đối với cái mô hình này thì nó thấy là chúng ta lấy gì cái đỉnh cao nhất của từ cái đỉnh nè, từ đỉnh cho đến từ neckline thì sẽ ra được cái dùng giá, tức là cái vùng lợi nhuận, nhưng chúng ta chốt cho 50% thôi. Hay nói cách khác là bây giờ làm sao, nếu chúng ta thực hiện lệnh bán ra đối với cặp GU thì mục tiêu lợi nhuận của chúng ta là 1.3355. Nếu chúng ta sell ra dùng giá này thì chúng ta sẽ chốt lợi nhuận 50% so với cái đỉnh của cái mô hình hai đỉnh này. Và đặc biệt đó là về mặt kỹ thuật. Còn về mặt phân tích cơ bản thì chúng ta thấy vào lúc 3 giờ chiều nay, 3 giờ chiều nay, 3 giờ rưỡi, 3 giờ rưỡi chúng ta thấy rằng là có tin là PMI của bảng Anh, khả năng thì dự đoán thì hiện giờ đây là dự đoán nó tốt. Nếu chiều nay mà tin này là tin, nếu tin tin xấu thì khả năng nó lại tiếp tục nó giảm xuống. Như vậy thì bây giờ mọi động thái để thực hiện cái giao dịch thì chúng ta chịu khó kiên nhẫn. Với tinh thần về mặt kỹ thuật là chúng ta thấy rằng cái hướng nó giảm, nhưng về thông tin cơ bản thì có khả năng là nó sẽ hồi lại. Còn nếu chiều nay mà nó là tin xấu luôn thì nó sẽ giảm sâu hơn, đúng như cái mục tiêu của cái mô hình này. Đó là qua những cái chia sẻ tôi đối với anh chị và các bạn. Hy vọng là với những chia sẻ này anh chị và các bạn có thể có những cái quyết định là đầu tư hiệu quả hơn. Và đặc biệt một lần nữa thì để anh chị và các bạn có thể theo dõi nhiều video mới cập nhật của tôi thì anh chị và các bạn có thể vào trong cái anh chị vào trong đó anh chị tìm cái kênh là Hoàng Ngọc Sơn. Hoàng Ngọc Sơn, đây là Hoàng Ngọc Sơn ha. Sơn Forex. Đó. Rồi anh chị sẽ thấy cái kênh của tôi, và trong cái kênh này thì anh chị click vào đây, anh chị đăng ký, anh subscribe đó để anh chị nhận được những cái video mới nhất và những chiến lược nhanh nhất ở tôi chia sẻ trên cái kênh này. Rồi xin chào và hẹn gặp lại cho các bạn.